Bây giờ vừa rồi nhí mình tìm đây, thấy gói bim bim để đâu? Để cho nó đủ. Bây giờ nhí mới thấy, thế đâm ra nhí lại được ăn. Đó. Đi đi đi, đi. Thôi chào bà, chào chú, chào cô đi nhanh lên về. Đấy, anh Sơn lại đến chơi sinh nhật Hồng Nhung. Em Hồng Nhung này cả về nhé. Hồng Nhung 6 tuổi, năm nay là học lớp 1 đây. Chưa học lớp 1 mà đã đọc được, đã viết được nhiều chữ ra phết rồi. Cháu biết chữ thờ là gồm chữ tờ với cả chữ hờ ghép vào nhau đúng không? Thế đố nhí là chữ nhờ là gồm chữ gì ghép vào nhau? Chữ nhờ. Chữ gì? Mãi được kìa.